Thầy Dời Mộ. Tác giả Tô Hoàn. Diễn đọc Thùy Uyên. Chương 481. Trên võ đài số 18, khi tôi lặng lẽ xuất hiện trước mặt chủ đài, người đàn ông khỏe mạnh này vốn đã căng thẳng lắm rồi, nên nhảy ngay xuống võ đài. Anh ta hét lên: "Tôi nhận thua!" Vừa dứt lời, anh ta bỏ đi luôn mà không ngoảnh lại. Rất nhiều khán giả bật cười trước dáng vẻ đầy lo lắng sợ hãi của anh ta. Bầu không khí ngột ngạt trở nên nhẹ nhàng hơn. Trọng tài phụ trách võ đài số 18 mấp máy môi, ngầm chấp nhận mà hô: "Thanh U thắng!" Võ đài số 17: "Tôi nhận thua!" Võ đài số 13: "Không đánh, tôi cũng nhận thua!" Võ đài số 10: "Thanh U huynh đệ, tôi biết mình không phải là đối thủ của anh, nhưng tôi rất muốn biết mình có tiến bộ trong khoảng thời gian này không. Anh có thể thương tình cho tôi một cơ hội rèn luyện không?" Thấy tôi không nói lời nào, đối phương hơi thất vọng. Chỉ có khiêu chiến kẻ mạnh mới có thể giúp những người tu ma có lĩnh ngộ. Xin Thanh U huynh đệ giúp đỡ. Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một chủ đài thẳng thắn đến thế. Ánh mắt của đối phương trong suốt, gã cúi người chào và hạ tư thế xuống mức thấp nhất. Đối phương đã nhún nhường như vậy, thì tôi cũng cố gắng không làm gã mất mặt vậy. Tôi mỉm cười, nói: "Có thể." Chủ đài, võ đài số 10 đang chuẩn bị nhận thua. Gã nghe thấy thế thì vô cùng vui mừng: "Cảm ơn." 10 phút sau, chủ đài võ đài số 10 đã nhận thua. Gã cười toe toét, vẻ mặt đầy vui sướng mà nhận thua. Chủ đài võ đài số 10 bay ra hành lang bên ngoài và nói với giọng đầy biết ơn: "Thanh U huynh đệ, nếu có cơ hội tôi sẽ mời anh uống rượu." "Được." Tôi mỉm cười đồng ý. Trong trận đấu vừa rồi, tôi đã cố tình nhường đối phương xuất chiêu và chỉ ra những sơ hở trong cách tấn công và phòng ngự của gã. Bằng cách này, chỉ cần đối phương không phải kẻ ngốc thì sẽ nhận ra lòng tốt của tôi. Võ đài số 9. Chủ đài là một cô gái xinh đẹp và duyên dáng. Cô ta mặc một chiếc váy lụa màu tím lộng lẫy đẹp đẽ, tóc dài ngang lưng, khí chất lạnh lùng. Cô ta đeo một chiếc mặt nạ sắt và nhìn tôi bằng ánh mắt to, long lanh, đầy vẻ tò mò và ngưỡng mộ. Không đợi tôi khiêu chiến, đối phương đã quỳ xuống, nói: "Tiểu nữ có biệt danh là Băng Ninh, xin chào Thanh U tiền bối." Băng Ninh tự biết mình không phải đối thủ của tiền bối, cho nên... Cô gái váy tím cười ngọt ngào: "Băng Ninh cũng muốn xin lời khuyên của tiền bối để chỉ ra khuyết điểm trong chiến đấu của tôi." Tôi ôm trán, không biết nên cười hay nên khóc. Cái đám này, tên nào cũng khôn. Ai cũng lôi tôi ra làm hòn đá để tập luyện. "Tiền bối..." Cô gái váy tím dạ vờ đáng thương: "10 phút, cũng giống như võ đài số 10, tôi tuyệt đối không dám làm tiền bối mất quá nhiều thời giờ đâu." Tôi thở dài bất đắc dĩ: "Được rồi." 10 phút sau, cô gái áo tím có biệt danh Băng Ninh cũng chịu thua. Cô ta cũng tỏ ra vô cùng vui sướng. Vận may của cô ta còn tốt hơn chủ đài võ đài số 10. Sau khi được tôi hướng dẫn, tu vi đang bị đình trệ của cô ta lại có dấu hiệu đột phá. "Tôi sẽ ghi nhớ công ơn to lớn của tiền bối." Băng Ninh cúi đầu lạy tôi 3 lạy, giống như một đệ tử đối xử với sư phụ. Sau đó cô ta nói với vẻ ranh mãnh: "Tôi nhất định sẽ tìm được tiền bối." Tôi cười to: "Ra khỏi đấu trường, nếu cô có thể tìm được tôi thì tôi cũng mời cô uống rượu." "Thỏa thuận như vậy đi." Băng Ninh bay khỏi sàn đấu, chiếc váy dài tung bay như tiên nữ giáng trần. Hai vị chủ đài ở võ đài cấp cao được sự hướng dẫn của tôi mà mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Điều này lập tức khiến đám người tu ma trên khán đài hâm mộ. Có người tu ma hét lên đầy ghen tị. Trời ạ, đấu võ đài mà có thể chơi như vậy à? Thế thì thủ võ đài mà thua cũng có sao đâu. Đạt được chỉ điểm để rồi có cảm ngộ. Dù có nhiều ma tinh hơn nữa cũng không thể đổi được. Này, người anh em, đừng nói nữa. Hối hận quá, tôi quá hối hận. Tôi là chủ võ đài số 17 này. Tôi lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ôi ôi, đánh chết tôi đi. Đánh chết anh? Vậy ai đánh chết tôi? Tôi cũng là chủ đài đã nhận thua đây. Trời ạ. Trên võ đài số 8, vào giây phút tôi đáp xuống võ đài, chủ đài lập tức ngượng ngùng đi đến rồi cung kính chào. Tiền bối, chỉ dạy cho tôi một chút được không? Hai mắt tôi lập tức tối sầm và cảm thấy khó thở. Đối phương nịnh nọt. Có đi có lại, tôi cũng nói cho tiền bối một việc. Hả? Ánh mắt tôi lóe lên với vẻ nghi hoặc. Tôi và đối phương chẳng quen biết, người này có chuyện gì khiến tôi quan tâm chứ? Võ đài số 1, số 2 và số 3 vừa bí mật thay chủ đài. Chủ đài võ đài số 8 mấp máy môi truyền âm với tôi. Chắc do cô gái có biệt danh tử tước kia nên mới có sự thay đổi này. Tiền bối phải cẩn thận. Tôi trầm ngâm rồi gật đầu. Tôi cười nói. Tiến lên đi, tôi cho anh 20 phút để lĩnh ngộ. Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ. Chủ đài của võ đài số 8 kích động xoa tay. Hết 20 phút, tôi lắc người rời đi. Chủ đài của võ đài số 8 ngồi khoanh chân trên võ đài, hai mắt nhắm chặt, ma khí dâng trào. Để báo đáp lại, tôi không những chỉ ra sơ hở trong tấn công và phòng ngự của anh ta, mà tôi còn giải quyết vấn đề ma khí không lưu thông giúp anh ta nữa. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến việc võ đài số 1, 2, 3 tạm thời thay đổi chủ đài. Có khả năng thì đi mà mời tông chủ Phong Ma Tông đến đây, nếu không chẳng có ai báo thù được cho tử tước đâu. Cho dù là tông chủ Phong Ma Tông, tôi cũng có thể dựa vào khí huyền thanh để áp chế ông ta. Tôi không muốn gây rắc rối, nhưng không có nghĩa tôi sợ rắc rối. Võ đài số 7. Tiền bối, xin hãy chỉ điểm. Võ đài số 6. Tiền bối, xin hãy cho tôi cơ hội. Võ đài số 5. Thanh U hả? Người khác sợ mày, nhưng tao không sợ. Đến đây nào, để tao xem thực lực thật sự của mày. Chủ đài của võ đài số 5 bay ra ngoài. Một chiêu là bị thương nặng nhưng không chết. Trên võ đài số 4, chủ đài vẫn là một cô gái. So với cô gái có biệt danh Băng Ninh, cô gái trước mặt này trông rất bình thường, bất kể là dáng người hay ngoại hình. Cô ta mặc một chiếc áo xanh rộng rãi, chân đi một đôi giày da thú đã giặt nhiều đến mức bạc phách. Mái tóc dài được buộc lại bằng một sợi dây lụa màu xanh nhạt. Tò mò, kinh ngạc, bội phục và kèm theo một ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Một lúc lâu sau, cô ta khẽ nói. Tiền bối, tôi cũng muốn chiến đấu với ngài. Giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng, giống như một cơn gió hiu hiu của mùa xuân khiến người ta say đắm. Vào thời khắc này, mọi phiền não trong đầu tôi dường như đã bị quét sạch. Trong đầu tôi chỉ còn lại sự bình tĩnh. Bình tĩnh không có tạp niệm, bình tĩnh không một gợn sóng. Tôi có thể hiểu chiến ý trong mắt cô ta. Đó không phải là khiêu khích, mà là muốn tôi ép chế tu vi, rồi đường hoàng đánh với cô ta. So với mấy chủ đài trước muốn tôi chỉ điểm, cô gái này rõ ràng là muốn tự mình cảm ngộ từ trong chiến đấu. Tôi phải nói rằng, cô gái này là người thông minh nhất. Được người bên ngoài chỉ dẫn, nói cho cùng cũng là đi đường tắt. Vấn đề được giải quyết, nhưng cảm ngộ lại không sâu. Lấy một ví dụ đơn giản, tôi nói cho anh biết sơ hở khi tấn công, anh cũng tạm thời lấp lại sơ hở này. Nhưng sau này thì sao? Anh có nhớ mãi được không? Nếu không trải qua sự nguy hiểm khi đối mặt với cái chết, làm sao có thể khắc sâu? Chương 482. Tôi hiểu ý tứ trong ánh mắt của cô gái ở võ đài số 4, nhưng tôi không đồng ý yêu cầu của cô ta. Tôi đến đấu trường là để thu hoạch chỗ ma tinh được ban thưởng, chứ không phải đến làm người tốt việc tốt. Tôi cũng chỉ thuận tay chỉ điểm cho mấy võ đài trước đó, người lâu nhất cũng chỉ là 20 phút. Nhưng bây giờ, nếu tôi ép chế tu vi ngang ngửa với cô gái này, có trời mới biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Cô ta có thể đạt được một chút cảm ngộ từ trận chiến đó, nhưng còn tôi thì sao? Tôi có thể có được cái gì? Tôi chẳng đạt được cái gì hết, lại còn phải luyện tập giúp người ta miễn phí. Không thân cũng chẳng quen, lại còn chẳng được lợi lộc gì, có thằng ngu mới làm. Vì vậy, tôi lập tức từ chối. Thật xin lỗi, tôi bây giờ không có thời gian ép chế tu vi để luyện tập với cô. Dưới lớp mặt nạ, cô gái ăn mặc bình thường đó lộ vẻ tiếc nuối. Cô ta gật đầu nói: đúng là lúc này tiền bối không tiện, đã vậy thì Khổ Quỳ xin nhận thua. Vừa dứt lời, cô gái có biệt danh Khổ Quỳ quay người đi xuống võ đài. Ngay khi tôi chuẩn bị tiến vào võ đài số 3, Khổ Quỳ bất ngờ quay sang nói với tôi: đúng rồi, tiền bối, Khổ Quỳ không phải là biệt danh của tôi ở đấu trường, tên thật của tôi là Khổ Quỳ. Nếu tôi có cơ hội gặp lại tiền bối, tôi hy vọng tiền bối sẽ cho tôi cơ hội để cảm ngộ. Đôi mắt Khổ Quỳ sáng rực với vẻ mong đợi. Tôi khẽ cười để thể hiện rằng mình đã hiểu. Tu vi của đối phương là 2 vạn 3.000 năm, không hơn không kém. Ma khí của cô ta cũng rất hùng hậu. Mục đích cô ta rất muốn chiến đấu với tôi cũng rất đơn giản. Cô ta muốn đột phá cảnh giới. Người tu ma đột phá cảnh giới giống như yêu tinh độ lôi kiếp ở Trung Quốc. Đó là một kiếp nạn không thể trốn thoát được. Với những người đột phá cảnh giới nhanh, một khi hiểu ra, họ chỉ cần vài phút, vài giờ hoặc vài ngày. Còn người đột phá cảnh giới chậm có thể dừng tại chỗ, không có tiến triển trong suốt phần đời còn lại. Nói chung, những người tu ma đột phá cảnh giới chậm sẽ rơi vào tình trạng luẩn quẩn, không thể tự giải thoát bản thân. Cuối cùng bị sát chướng dính vào người và chết vì đột phá cảnh giới mà không biết. Khổ Quỳ muốn lợi dụng chiến đấu để đột phá cảnh giới. Đây là phương pháp thường được sử dụng để đột phá cảnh giới ở ma giới. Tuy nhiên, phải cần có một cơ hội thì mới có thể đột phá cảnh giới trong chiến đấu được. Đối thủ quá yếu sẽ không có cảm giác đối mặt với tử vong. Còn nếu đối phương quá mạnh thì đánh không lại, thậm chí còn bị đối phương giết chết. Đâu thể vì chuyện đột phá cảnh giới mà cố ý đi khiêu khích những người tu ma có tu vi cao hơn để biến họ thành người rèn luyện cho mình chứ. Làm thế thì khác gì tự tìm đường chết. Vì vậy, có một số người tu ma đã nghĩ ra một biện pháp cực tốt để đột phá cảnh giới. Đó chính là tìm một tiền bối mà mình tin tưởng được. Sau đó, nhờ đối phương ép chế tu vi để làm đối tác huấn luyện. Bởi vì tu vi của đối phương mạnh hơn người đột phá cảnh giới, như thế thì người đột phá hoàn toàn có thể thả lỏng và chiến đấu hết mình. Họ không sợ bị đối phương phản kích và cũng đủ để cảm ngộ sự huyền bí lúc sinh tử, lúc đột phá cảnh giới. Với tu vi của Khổ Quỳ mà làm chủ đài ở đấu trường, hiển nhiên cô ta muốn gặp một người tấn công võ đài có thực lực ngang ngửa với mình. Cô ta sẽ tranh thủ cơ hội đó để đột phá. Nhưng phương pháp ôm cây đợi thỏ này quá chậm và cũng quá cần may mắn. Cho đến khi gặp tôi, Khổ Quỳ lại có hy vọng đột phá cảnh giới. Bắt đầu từ võ đài số 10, những người sẵn sàng nhận thua đã đưa ra yêu cầu tập luyện trong 10 phút, tôi cũng thuận miệng đồng ý. Theo quan điểm của Khổ Quỳ, đây chẳng phải cơ hội tốt nhất ngàn năm có một sao? Thật đáng tiếc là tôi đã từ chối. Đúng vậy, tôi thật sự không có thời gian để cô ta cảm ngộ trong đấu trường. Việc này khác với chỉ dẫn, nó không thể giải quyết xong trong 10 phút được. Ngoài ra, toàn bộ tâm trí của tôi đều dồn vào võ đài số 1, 2 và 3. Có người đã cố tình chuẩn bị một món quà lớn cho tôi ở đó. Còn tôi đang định tiêu diệt từng bộ phận của món quà này một cách không thương tiếc. Tiền bối đồng ý không? Khổ Quỳ mím môi, bàn tay nhỏ nhắn đặt ở bên hông đang vô thức nắm chặt, để lộ nội tâm vừa lo lắng vừa kích động. Tôi phủi một chút bụi trên áo, sau đó trả lời. Nếu sau này còn gặp lại và cô có thể nhận ra tôi, vậy đó chính là duyên phận. Tôi sẽ cho cô cơ hội để cảm ngộ. Khổ Quỳ cười tươi như hoa, cô ta cúi đầu cảm ơn. Tôi bước về phía trước và đáp xuống võ đài số 3. Tôi không biết đối phương là ai, nhưng tu vi của cô ta khoảng 2 vạn 8 nghìn năm. Có thể thấy được vì giết tôi, nhân vật tai to mặt lớn phía sau tử tước thật sự không tiếc bất cứ giá nào. Chỗ này là Thiên Túy Lâu và cũng là đấu trường. Tạm thời thay đổi chủ đài đã là vi phạm quy tắc. Trọng tài mạnh mẽ xen vào, lão la cũng cầu xin. Thân phận của cô gái có biệt danh tử tước đó cũng không khó đoán. Người đứng phía sau Thiên Túy Lâu là thiếu chủ Phong Lâm Lang của Phong Ma Tông. Ngoại trừ vị lâu chủ thần bí ra, tam vị lâu lão có địa vị cao nhất. Người có thể khiến lão la thấp thỏm lo âu rồi uy hiếp tôi, ngoài đám lãnh đạo cấp cao của Phong Ma Tông ra, thì tôi thật sự không nghĩ đến ai khác. Đệ tử thân truyền của trưởng lão, con gái trưởng lão, hay con gái tông chủ Phong Ma Tông? Chắc đáp án cũng gần như vậy. Nếu không, Thiên Túy Lâu có chỗ dựa là Phong Lâm Lang đã chẳng hoảng sợ đến mức này. Tu vi của cựu trưởng lão không đến 3 vạn năm, nhưng cũng không kém nhiều. Người này có tu vi 2 vạn 8 nghìn năm, tối thiểu cũng phải là cấp quản lý ở Phong Ma Tông, hơn nữa còn phải là quản lý cấp cao. Điều này làm tôi tò mò và khiến tôi phải nhìn sang võ đài số 2 và số 1. Hai người đó có tu vi chắc chắn cao hơn người ở võ đài số 3. Tính theo cách này, chẳng phải có 1 đến 2 trưởng lão khác trong Phong Ma Tông muốn ra tay với tôi sao? Sao thế? Cậu đang chờ tôi nhận thua à? Trên võ đài số 3, người phụ nữ trung niên nói với vẻ đùa cợt. Với trí thông minh của cậu, chắc cũng phải nghĩ ra vài điều nhỉ? Bà muốn nói với tôi điều gì? Tôi hứng thú nhìn đối phương. Người phụ nữ trung niên mím môi cười, sau đó nghiêm nghị nói. Tôi muốn nói cho cậu biết rằng có một số người không thể trêu vào được. Tôi giả vờ như vừa hiểu ra. Ví dụ, người nào tôi không chọc được là Thiên Túy Lâu hay Phong Ma Tông? Ánh mắt người phụ nữ trung niên tụ lại, sau đó bà ta cười khanh khách. Không tồi, đầu óc linh hoạt lắm. Tôi hơi nóng nảy. Muốn đánh cứ đánh, đừng nói mấy chuyện vô nghĩa này. Phong Ma Tông thì sao chứ, chẳng phải vẫn là thua? Cậu nói gì? Ánh mắt người phụ nữ trung niên trở nên sắc bén. Tôi cười chế nhạo, sau đó khinh thường hỏi. Tôi nói sai à? Tôi đánh bọn trẻ thì bọn già lại xuất hiện. Chẳng nhẽ sau khi bà thua, bà sẽ gọi tông chủ Phong Ma Tông đến đánh tôi à? Người phụ nữ trung niên rất thông minh, bà ta lập một lồng ánh sáng cách âm ngay khi tôi bước lên võ đài số 3. Khán giả không thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Chính vì thế nên bà ta mới dám trò chuyện không hề e ngại như vậy. Trước sự giễu cợt của tôi, sát khí của người phụ nữ trung niên trào ra. Bà ta lạnh lùng nhìn tôi rồi khinh thường hỏi. Chỉ bằng cậu mà cũng xứng để tông chủ ra tay? Vậy còn bà, Bà xứng sao? Tôi phản kích. Người phụ nữ trung niên cười đầy kiêu ngạo. Xứng hay không, cậu sẽ biết ngay thôi. Thanh U đấu với Hồng Lê, bắt đầu. Trọng tài không đợi tôi nói khiêu chiến mà đã tuyên bố cuộc chiến bắt đầu. Có thể thấy rằng vì đối phó tôi mà Thiên Túy Lâu đã sắp xếp hết mọi thứ. Chương 483. Trọng tài vừa ra lệnh, người phụ nữ tên Hồng Lê đã ra tay trước. Ma khí tung hoành, bà ta vươn một bàn tay ra giữa không trung và chụp xuống đầu tôi với khí thế kinh người. Giữa võ đài, khi bàn tay người phụ nữ trung niên hạ xuống, hư không sụp đổ để lộ ra lỗ đen vô tận. Cùng lúc đó, võ đài biến mất, đấu trường cũng biến mất, hàng vạn người tu ma đang xem cuộc chiến cũng biến mất. Hình bóng của tôi bị lỗ đen cưỡng ép nuốt chửng. Không còn ánh sáng, không có âm thanh và cũng chẳng nhìn thấy gì nữa. Kể cả người phụ nữ trung niên trước mặt tôi cũng biến mất. Giống như tôi đã đi đến một thế giới khác, một thế giới không hề có sự sống. Thanh U, đây là ma giới nhỏ của tôi là chủ nhân của thế giới này. Ở đây, bất cứ thứ gì cũng bị tôi thống trị. Giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên trong bóng tối, kèm theo đó là tiếng cười đầy kiêu ngạo đang không ngừng khuếch tán. Tôi đứng trong bóng tối và không có hành động gì, tôi chỉ thả ra tâm thần để cảm nhận kỹ càng thế giới này. Với tu vi của tôi, nếu muốn mạnh mẽ đánh tan thế giới này rất đơn giản. Nhưng tôi không làm như vậy, bởi vì tôi thật sự cảm thấy tò mò về cái thứ gọi là ma giới nhỏ này. Phá vỡ hư không quá dễ, mở ra thế giới nhỏ cũng không khó. Giống như động phủ hư không do tôi tự mình mở ra, bên trong có thể cất chứa vô số vật phẩm. Nó tương đương với hàng vạn chiếc túi càn khôn. Nhưng ma giới nhỏ này lại khác, nó không đơn giản là mở ra động phủ mà là luyện hóa. Nói rõ hơn một chút, ma giới nhỏ không thuộc về hư không vô tận, mà nó hoàn toàn thuộc về người phụ nữ trung niên này. Trong thế giới ấy, bất kỳ sinh mệnh nào cũng sẽ do bà ta điều khiển và chi phối. Nếu không thể phá vỡ không gian này, thì chỉ có thể chết ở đây. Trong trí nhớ của Huyền Thanh cũng có một chút tư liệu liên quan đến việc luyện hóa thế giới nhỏ. Nhưng cho dù là Huyền Thanh thì cũng chưa bao giờ có được thế giới nhỏ của chính mình. Kể cả chim đại bàng, thụ linh cây phù tang, thậm chí là bạch hư cũng đều không có thế giới nhỏ. Về cơ bản, rất khó luyện chế thế giới nhỏ ở Trung Quốc, khó như lên trời. Bởi vì nó đòi hỏi người luyện chế phải dùng tâm thần giao tiếp với vô tận hư không và được chi linh của hư không đồng ý. Khi đó, họ sẽ đạt được một mảnh hư không thuộc về mình và cuối cùng là dùng máu thần hồn chậm rãi luyện hóa nó. Chi linh của hư không, theo tư liệu mà Huyền Thanh ghi lại thì không biết nó có tồn tại hay không. Vậy phải làm thế nào để giao tiếp với nó? Chắc chỉ có những người đạt đến cảnh giới thánh nhân như nữ oa nương nương mới có thể giao tiếp với nó. Vì vậy, tôi cảm thấy rất hứng thú với ma giới nhỏ của người phụ nữ trung niên này. Chẳng nhẽ ở ma giới không cần giao tiếp với chi linh hư không? Nếu là như vậy, tôi có thể luyện hóa thế giới nhỏ của chính mình ở ma giới. Tôi sẽ dung hợp với nó. Sau khi trở lại Trung Quốc, ngoài cảnh giới tu vi, nó sẽ là một thủ đoạn để tôi đối phó với bạch hư. Nghĩ đến đây, hai mắt tôi sáng lên đầy phấn khích. Đúng thế, tôi chẳng bao giờ chê ét chủ bài ít kẻ. Phải càng nhiều càng tốt. Sau khi kết thúc chuyện tấn công võ đài này, tôi nhất định phải nghiên cứu cẩn thận thông tin về khía cạnh này. Chết đi! Trong bóng tối của ma giới nhỏ, người phụ nữ trung niên ra lệnh Sau đó vô vàn những bóng đen lao về phía tôi. Tôi không thể nhìn thấy những bóng đen đó, nhưng tâm thần lại cảm ứng rất rõ ràng. Tôi gần như đã khám phá xong ma giới nhỏ này, cho nên đương nhiên không cần lãng phí thời gian với người phụ nữ trung niên nữa. Phá! Tôi giơ tay ra chỉ một cái và cố ý dùng tu vi 3 vạn năm để chống lại ma giới nhỏ này. Ma giới nhỏ run rẩy liên tục, nó hơi có dấu hiệu sụp đổ, nhưng vẫn cố duy trì không gian tối tăm. Không tồi! Dùng ma giới nhỏ để chiến đấu, cho dù kẻ địch có tu vi cao hơn bản thân, từ 2.000 đến 3.000 năm thì vẫn có khả năng chống lại. Tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi tự nhủ. Cái này có thể liên quan đến tu vi chủ nhân của thế giới nhỏ. Tu vi chủ nhân càng cao, luyện chế thế giới nhỏ càng kiên cố. Nếu tôi dùng tu vi 1 vạn năm để luyện chế thế giới nhỏ, vậy thì tôi có thể chống lại kẻ địch có tu vi 1 vạn 2.000 năm, thậm chí 1 vạn 3.000 năm. Chỉ cần nghĩ đến tu vi hiện tại của Bạch Hư là tôi lại cảm thấy tiếc nuối. Trừ khi tôi có thể bước chân vào cảnh giới thánh nhân, nếu không tu vi của Bạch Hư cao hơn tôi quá nhiều, thì có muốn dựa vào thế giới nhỏ để đối phó với lão cũng chỉ là nằm mơ. Lại phá! Tôi chỉ tiếp một cái nữa, vẫn là tu vi 3 vạn năm. Lần này, ma giới nhỏ, niềm kiêu hãnh của người phụ nữ trung niên đã hoàn toàn sụp đổ. Ánh mắt tôi lại sáng như lúc trước. Đấu trường đã hiện lên trước mắt tôi. Tiếng hô của hàng vạn khán giả lại vang lên bên tai. Còn về phần người phụ nữ trung niên tên Hồng Lê, vào giây phút bị tôi mạnh mẽ phá vỡ ma giới nhỏ, bà ta đã bị thương nặng và phun ra một đống máu. Bà ta quỳ trên võ đài số 3, ánh mắt tuyệt vọng, cơ thể lảo đảo như sắp ngã xuống. Bây giờ nói cho tôi biết, bà có xứng để tôi ra tay không? Không cho Hồng Lê cơ hội để nhận thua, tôi giơ tay đánh ra một chưởng. Bóng người bay xuống lối đi bên dưới, ma chủng của bà ta đã bị tôi đánh nát, nguyên thần cũng nứt. Bà ta không chết, nhưng sau này sẽ sống không bằng chết. Phong Ma Tông, chà, mạnh quá nhỉ. Tôi không khiêu khích nó, vậy mà nó lại cứ đến khiêu khích tôi. Đã như vậy, tôi sẽ đón nhận sự phiền phức này để xem nắm đấm của ai lớn hơn. Đấu trường lặng ngắt như tờ. Tất cả những ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn vào tôi, bao gồm tất cả trọng tài, đám người hầu và thủ vệ. Bọn họ lặng lẽ nhìn tôi, sắc mặt căng thẳng như thể nhìn thấy một con quái vật. Thật là lợi hại! Một lúc lâu sau, rốt cuộc có người cảm thán. Kỷ lục 99 trận thắng liên tiếp từ khi thành lập đấu trường đến giờ có thể sẽ bị Thanh U phá vỡ. Không, không phải là có thể, mà là chắc chắn sẽ bị Thanh U phá vỡ. Có khán giả khẳng định. Còn chúng ta thực sự rất may mắn khi được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc này. Kinh khủng quá! Cái tên này dùng 2 ngón tay mà đánh nát ma giới nhỏ của Hồng Lê. Vậy còn gì mà cậu ta không làm được? Điều tôi tò mò nhất lúc này là gã Thanh U này là ai? Tu vi của cậu ta cao đến mức nào? Một nhân vật lớn như vậy xuất hiện ở Nam Cương từ bao giờ? Khó nói lắm. Có thể là thiên tài từ một gia tộc cổ xưa nào đó, hoặc là những lão quái vật ẩn thế không xuất hiện. Lão quái vật? Trông không giống đâu. Mặc dù Thanh U đeo mặt nạ, nhưng chỉ từ ngoại hình, giọng nói và ánh mắt, dường như cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu. Ngụy trang đấy, cậu có biết không hả? Người đến tấn công võ đài ở đấu trường này, làm gì có ai ngu đến mức dùng khuôn mặt thật của mình? Có lý. Hồng Lê đã được các thủ vệ khiêng đi. Ánh mắt của tôi nhìn sang võ đài số 2. Ở đó, có một lão già gầy gò, lưng gù đang ngồi xếp bằng. Đôi mắt đục ngầu và u ám của lão ta được phản chiếu qua chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo, càng khiến lão ta trông quái dị hơn. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, lão già đột nhiên nhếch miệng cười một cách cực kỳ lạnh lẽo. Tu vi của đối phương là 3 vạn năm, cao hơn Hồng Lê tận 2.000 năm. Nhưng tôi biết, lão già lưng còng này sẽ không đánh với tôi. Bởi vì vào thời khắc tôi dùng tu vi 3 vạn năm để phá vỡ ma giới nhỏ của Hồng Lê, lão ta đã mất đi tư cách báo thù cho tử tước. Tôi biết điều đó và lão ta cũng biết. Lão già nghĩ rằng đã nhìn rõ tu vi của tôi, nhưng lão ta không biết đó là do tôi cố ý ép chế. Chương 484. Bày mưu rồi mới hành động, như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại. Làm người có thể kiêu ngạo, nhưng không thể không có đầu óc. Để trả thù cho tử tước, bọn họ không tiếc thiết lập 3 võ đài để đối phó với tôi. Nói cho cùng, cũng vì đối phương không nhìn rõ tu vi của tôi nên mới muốn thăm dò. Hồng Lê là quân cờ đầu tiên. Hồng Lê vừa vào đã dùng át chủ bài mạnh nhất là ma giới nhỏ để chiến đấu với tôi. Bà ta muốn ép tôi sử dụng tu vi thật sự của mình. Nếu như tu vi của tôi ngày hôm nay ngang ngửa với Hồng Lê, vậy tôi chỉ có 2 kết cục. Thứ nhất, liều mạng đánh nát ma giới nhỏ, làm Hồng Lê bị thương nặng rồi bản thân cũng bại lộ tất cả át chủ bài. Thứ hai, bị Hồng Lê bắt được, sống không bằng chết. Có lẽ tôi sẽ không chết ở đấu trường, nhưng chắc chắn sẽ rơi vào tay kẻ đứng sau tử tước. Đến lúc đó, thứ chờ đợi tôi là để mặc người chém giết. Đối phương đang tính kế tôi cũng biết điều đó. Vì vậy, khi tôi phá vỡ ma giới nhỏ của Hồng Lê, tôi không hề sử dụng toàn bộ tu vi 4 vạn 5.000 năm của mình. Thay vào đó, tôi cố tình dùng tu vi 3 vạn năm để ra tay. Một lần, 2 lần, phải đến 2 lần tôi mới thoát khỏi ma giới nhỏ. Như thế thì, ở trong mắt của mọi người, gã chỉ dùng một chiêu để đánh bại kẻ địch như Thanh U, lại phải dùng đến 2 chiêu. Điều này nói lên cái gì? Nó cho thấy sức mạnh của tôi chỉ đến thế. Đám tu ma yếu ớt trên khán đài chắc không hiểu được cuộc chiến vô hình này. Nhưng tôi tin rằng nhân vật lớn trên võ đài số 1 sẽ yên tâm. Khi tôi đi đến võ đài số 2, lão già lưng gù ngồi dưới đất không nhận thua trước. Lão ta âm trầm nhìn tôi rồi mỉm cười, nói: Đệ tử của gia tộc cổ xưa rất ít xuất hiện ở bên ngoài. Các hạ đường hoàng xuất hiện trên đấu trường của Thiên Túy Lâu, ra tay lại độc ác. Chẳng nhẽ không sợ có đến mà không có về sao? Thăm dò, lão ta đang thăm dò thân phận của tôi. Vừa há mồm ra là nhắc đến đệ tử của gia tộc cổ xưa. Hiển nhiên, sau khi nghĩ rằng đã biết được tu vi thật sự của tôi, thân phận chân thật của tôi lại trở thành trọng điểm. Phong Ma Tông là môn phái hạng 1 ở Nam Cương. Nó là thế lực lớn nhất, dù có nói là một tay che trời cũng không quá. Nhưng ở Nam Cương, ngoài Phong Ma Tông ra thì còn có một số gia tộc được truyền thừa từ cổ xưa. Những gia tộc cổ xưa này luôn ẩn thế không ra ngoài. Bọn họ ẩn mình trong những thung lũng không có người ở, hoặc nơi rừng sâu núi thẳm. Bọn họ sống một cuộc sống tách biệt, không bị người khác quấy rầy. Nhưng thực lực của họ không hề kém so với Phong Ma Tông. Bình thường thì đệ tử của những gia tộc cổ xưa luôn khiêm nhường và thần bí. Cho dù xuất hiện ở thế giới bên ngoài, cũng chủ yếu là để rèn luyện tâm cảnh. Không phải cực chẳng đã, bọn họ tuyệt đối sẽ không để lộ thân phận. Đây cũng là quy tắc của gia tộc cổ. Các đệ tử đều yên lặng tuân theo. Phong Ma Tông không để những thế lực khác vào mắt, nhưng bọn họ không dám khinh thường những gia tộc cổ xưa này. Cẩn thận vẫn hơn, nhỡ đâu tôi lại là đệ tử của một gia tộc cổ xưa. Một khi tôi chết ở Thiên Túy Lâu, vậy thì Phong Ma Tông sẽ không thoát khỏi liên quan. Hơn nữa, với thủ đoạn của những gia tộc cổ xưa này, bọn họ rất dễ dàng điều tra được những gì đã xảy ra hôm nay. Có nhân sẽ có quả. Bất kể là Thiên Túy Lâu hay Phong Ma Tông, bọn họ đều phải có câu trả lời cho chuyện xảy ra ngày hôm nay. Mà câu trả lời này có lẽ không hề dễ dàng. Dù sao, người muốn báo thù cho Tử Tước không phải tông chủ Phong Ma Tông. Bọn họ không dám dùng tên tuổi Phong Ma Tông để đường hoàng chống lại gia tộc cổ xưa. Tôi không trả lời câu hỏi thăm dò của lão già lưng còng. Thật ra tôi hiểu ý của lão ta. Nếu tôi chứng tỏ mình đến từ gia tộc cổ xưa, vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ không chết, mà chỉ có kết cục giống Tử Tước. Đây là sự nhượng bộ vì đối phương kiêng kỵ thế lực đứng phía sau tôi. Nếu tôi trả lời rằng tôi không phải đệ tử gia tộc cổ xưa, bọn họ sẽ không hề e ngại nữa. Nhưng điều này có quan trọng với tôi không? Có hay không thì bọn họ có thể làm gì được tôi? Người thắng cuối cùng chẳng phải là tôi sao? Thấy tôi im lặng, lão già lưng còng dường như đã có được câu trả lời mà mình muốn. Lão ta chậm rãi đứng dậy rồi cười khà khà, nói: Tôi nhận thua. 3.000 năm, rất mạnh à? Tôi nhìn lão già tóc bạc trên võ đài số 1 rồi cười khẽ. Trong ánh mắt kinh ngạc của lão già lưng còng, bóng dáng của tôi biến mất. Trên võ đài số 1, khi tôi xuất hiện, ma khí từ dưới đất bỗng bốc lên cuồn cuộn rồi tỏa ra xung quanh. Nó giống như một con rồng lớn đang chiếm giữ bầu trời. Khí thế uy nghiêm bay vút lên rồi lan tràn khắp nơi. Thanh U, khiêu chiến! Vào lúc này, tôi không cố ý ép chế tu vi ở 3.000 năm nữa. Tu vi của tôi cũng là 3.000 năm giống đối phương. Lão già tóc bạc thả lỏng hai tay ra phía sau, áo bào trắng lay động, sợi tóc tung bay. Ánh mắt lão lạnh lùng, sát khí vô tận nhìn vào mặt tôi. Sau đó lão lạnh lùng nói: Mày quả nhiên vẫn còn giấu giếm. Bây giờ ông hối hận vẫn còn kịp. Tôi cười khẩy. Dù sao, ông cũng là một vị trưởng lão nào đó của Phong Ma Tông. Chà, tu vi 3.000 năm, để tôi đoán thử nhé. Ông là đại trưởng lão, nhị trưởng lão hay tam trưởng lão nhỉ? Sắc mặt của lão già tóc bạc rất khó coi, nhưng lão ta không hề có ý định lùi bước. Mày nghĩ rằng tu vi nghe ngửa với tao thì có thể trốn được kiếp nạn hôm nay sao? Chưa biết là kiếp nạn của ai đâu. Tôi nhẹ nhàng bước lên vài bước, sau khi cảm nhận được khí tức tỏa ra từ cơ thể lão già tóc bạc thì chợt nhận ra. Sức mạnh huyết thống của Tử Tước rất giống ông. Hóa ra cô ta là con gái của ông. Tôi cứ tưởng là loại ruồi muỗi từ đâu chui ra chứ. Vừa ngu dốt vừa kiêu ngạo. Mày muốn chết? Lão già tóc bạc không thể kìm nén được sát khí trong người nữa. Lão ta lập tức hóa thành tàn ảnh đánh về phía tôi. Chờ một chút. Tôi lắc mình một cái rồi xuất hiện ở góc võ đài. Sau đó cố ý hô: Trọng tài còn chưa tuyên bố mà, ông làm thế là phạm quy đấy. Chết đi! Một chưởng đánh xuống, hư không vặn vẹo, sóng không khí tràn ngập khắp nơi. Võ đài số 1 giống như một chiếc thuyền con trên biển rộng mênh mông, nó chập trùng theo sóng và trao đảo như sắp lật. Nếu không tuyên bố, vậy cần ông làm gì? Đối mặt với đòn tấn công của lão già tóc bạc, tôi giơ tay ra đón đỡ. Sau đó thuận thế điều khiển dư âm lao đến trọng tài phụ trách võ đài số 1. Hai tay chạm vào nhau, lão già tóc bạc nhanh chóng lùi lại. Tôi nhón chân rồi cũng lùi ra phía sau. Sức mạnh ngang nhau nên chẳng ai chiếm được ưu thế. Trọng tài ngồi trên ghế cao đã bị tôi khống chế dư âm đánh bay ra ngoài. Xương cốt toàn thân gãy nát. Thành thật mà nói, tôi làm như thế là cố ý trả thù. Trả thù đám trọng tài đã cố tình bao che cho đám người tử tước. Giống như những lời tôi đã nói trước đó, đã là trọng tài mà không giữ được sự công bằng thì đừng ngồi ở vị trí đó làm gì. Người ngoài e ngại bọn họ, còn Trần An tôi thì không. Trên khán đài, tất cả những người tu ma đang xem trận chiến đều choáng váng trước hành động đánh trọng tài của tôi. Bọn họ ngơ ngác nhìn trọng tài bị thủ vệ khiêng đi, mà mãi một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Có người tu ma vừa dụi mắt vừa hỏi nhỏ: "Có phải tôi bị hoa mắt không? Trọng tài bị đánh." Cậu không nhìn nhầm đâu, đúng là bị đánh. Ôi trời ơi, tôi đến đấu trường xem nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có người dám đánh trọng tài. Cái này, Thanh U này cũng quá. Quá cái gì? Kiêu ngạo à? Chà, tôi lại cảm thấy Thanh U làm rất đúng. Cái loại trọng tài thiên vị rõ ràng cho một bên thế này thì cần làm gì? Chương 485. Lý do tại sao tôi khống chế tu vi của mình ở 3 vạn 3.000 năm không phải vì tôi muốn đánh bại lão già tóc bạc bằng tu vi ngang bằng với lão, mà là tôi cố tình tạo ảo giác cho mọi người. Bọn họ nghĩ tu vi thật của Thanh U chỉ là 3 vạn 3.000 năm. Bọn họ cũng nghĩ đó là toàn bộ át chủ bài và thủ đoạn của Thanh U. Bằng cách này, dù cuối cùng tôi thuận lợi đi ra khỏi đấu trường, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến mối liên hệ giữa người thanh niên họ Trần và Thanh U. Những người tu ma bình thường có thể sẽ không nghi ngờ tôi, bọn họ thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Nhưng ba vị lâu lão của Thiên Túy Lâu thì sao? Còn vị lâu chủ bí ẩn chưa từng xuất hiện nữa chứ? Tôi đã từng trêu đùa thoải mái cựu trưởng lão của Phong Ma Tông ở trước mặt rất nhiều người. Người ngoài đã tính được tu vi của tôi tối thiểu phải là 3 vạn 5.000 năm, thậm chí còn cao hơn. Nếu tôi đánh bại lão già tóc bạc chỉ bằng một chiêu vào lúc này, chắc chắn sẽ khiến mọi người suy đoán. Tôi nhất định phải rũ sạch mối quan hệ này. Tôi tin chắc rằng không có ai trong đấu trường có thể nhìn xuyên được dáng vẻ mà tôi đang biến thành. Sau khi bước ra khỏi đấu trường, tôi lại khôi phục lại khuôn mặt của Trần An, và chuyện của ngày hôm nay sẽ kết thúc hoàn hảo. Thanh U, chà, có lẽ người này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nếu đối phương không ngại mất thời gian thì họ có thể từ từ tìm kiếm. Tìm đến lúc trời đất sụp đổ, sông cạn đá mòn luôn đi. Trong thời gian vài hơi thở, khi tôi đang âm thầm tính toán, đợt tấn công thứ hai của lão già tóc bạc đã tiến đến trước mặt tôi. Vẫn là sức mạnh của cơ bắp với tốc độ nhanh đến mức có thể xé rách hư không và tạo ra âm thanh ma sát đến chói tai. Không hề có bất kỳ chiêu thức lòe loẹt nào, mà chỉ là sức mạnh thuần túy nhất đối đầu với nhau. Như muốn dùng một quyền này đánh tôi thành bùn nhão. Làm con gái tao bị thương, phá nát ma chủng, đánh nứt nguyên thần. Thanh U, tao mà không giết mày thì không đáng làm cha. Lão già tóc bạc, tóc tai bay tứ tung, tu vi 3 vạn 3.000 năm tại thời khắc này đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Ông phải cảm thấy may mắn vì đây là đấu trường nên cô ta mới giữ được tính mạng. Nếu ở bên ngoài, khi ông nhìn thấy cô ta sẽ chỉ còn là một bộ thi thể. Tôi không hề lùi bước mà hóa thành một luồng sáng đối mặt với đòn tấn công của đối phương. Trên võ đài số 1, lão già tóc bạc đã biến mất. Tôi cũng biến mất. Thứ đồng thời xuất hiện cùng một lúc là hai tia sáng đang va chạm vào nhau giữa không trung. Nắm đấm va chạm vào da thịt, liên tiếp gây nên những tiếng nổ. Ma khí bay ra đã bị trận pháp phòng ngự của võ đài cưỡng chế, khiến nó quay trở lại trung tâm. Sau đó phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai bàn tay chạm vào nhau, Bóng dáng của lão già tóc bạc hiện ra giữa luồng ánh sáng. Trong tay lão ta đột nhiên xuất hiện một lá bùa. Nó có hình vuông, to bằng lòng bàn tay, màu đen nhánh. Trên lá bùa được khắc họa những biểu tượng phức tạp mà tôi không thể hiểu nổi. Trấn ma phù, mở! Lão già tóc bạc cắn đầu lưỡi rồi phun ra máu. Màn sương máu rơi vào lá bùa màu đen, một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Cùng lúc đó, lá bùa đã bị cháy thành tro lại lao lên không trung một cách kỳ lạ. Nó hóa thành tấm bia đá to lớn và đập xuống đầu tôi. Tấm bia đá này to bằng nửa võ đài, ma khí tung hoành, uy thế kinh người. Hả? Tôi cảm thấy giật mình và lùi về phía sau để né tránh theo bản năng. Mày trốn được à? Lão già tóc bạc nói đầy kiêu căng. Tấm bia đá này được ngưng tụ từ ma khí. Nó nặng 300.000 cân. Bia đá không bị phá vỡ thì mày khó có thể thoát được kiếp số. Trong lòng tôi đã tính toán thời gian để đánh lâu dài với đối phương. Nếu bây giờ tôi dùng khí huyền thanh để áp chế tu vi của đối phương rồi đánh bại ông ta, người ngoài chắc sẽ không nhận thấy điều gì bất thường. Nhưng muốn làm thế phải cần một cơ hội thích hợp. Ví dụ như tìm đường sống trong chỗ chết, phản công trước khi chết, dùng mạng đổi mạng. Làm như vậy mới có cảm giác chân thật. Nếu không, đang yên đang lành, tự nhiên đối phương không phải đối thủ của tôi. Điều đó càng khiến người khác nghi ngờ. Nghĩ đến đây, tôi không hề do dự đưa tay lên chặn tấm bia đá khổng lồ đang rơi xuống. Một chưởng đánh ra, tấm bia hơi dừng lại. Ma khí bật trở lại từ tấm bia, lập tức đánh vào người tôi. Cổ họng tôi ngòn ngọt, máu trong người sôi trào, toàn bộ cánh tay phải tê dại. Lão già tóc bạc cười to đầy đắc ý. Chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Thật sao? Tôi lau máu rỉ ra từ khóe miệng. Nhân lúc đối phương chủ quan, tôi lao đến và dùng tay đấm thẳng vào mặt lão già. Dựa vào những gì tôi biết về lão già tóc bạc, lão ta rất tin tưởng vào sức mạnh của chính mình. Vì vậy, lão ta chắc chắn sẽ không né tránh mà sẽ chọn chiến đấu hết mình với tôi. Lão ta muốn đánh tôi bay ngược về dưới tấm bia đá và đẩy tôi vào thế bị động. Và nhờ thế, sợi khí huyền thanh được tôi giấu trong lòng bàn tay có thể tranh thủ xâm nhập vào cơ thể đối phương. Khi khí huyền thanh xâm nhập cơ thể, nó sẽ lập tức áp chế tu vi của lão ta. Lão già tóc bạc cảm thấy cơ thể đột nhiên thay đổi thì chắc chắn sẽ lộ vẻ hoảng hốt. Một thoáng hốt hoảng đó đủ giúp tôi làm lão bị thương nặng. Thực tế đúng như tôi đoán. Đối mặt với đòn phản công mạnh mẽ của tôi, lão già tóc bạc không hề lùi bước. Lão giơ thẳng tay lên đấu quyền với tôi. Một tiếng nổ lớn vang lên, khí huyền thanh thuận lợi chui vào người đối phương. Tôi cũng bị lực lượng mạnh mẽ này đẩy lùi về phía sau. Nhưng đúng vào lúc này, tấm bia đá to lớn đang rơi xuống phía sau tôi. Trong lúc nhất thời, tôi không còn đường để trốn. Tự tìm đường chết. Lão già tóc bạc cũng đang lùi nhanh về phía sau. Lão ngửa mặt lên trời hét to, trông có vẻ rất kích động và điên cuồng. Tôi cười lạnh. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của tôi. Nếu bia đá không làm tôi bị thương thì sao tôi có thể tạo ra ảo giác là mình sắp chết nên phải liều mạng. Lên! Tôi lắc mình rồi dùng hai bàn tay đẩy vào bia đá. Tôi nhờ sức mạnh kinh khủng bắn ngược từ tấm bia để lao đến lão già tóc bạc với tốc độ nhanh như chớp. Đến hay lắm! Tao muốn xem mày chịu được bao nhiêu lần bắn ngược từ tấm bia. Lão già tóc bạc đứng yên như một cái chuông. Lão ta chuẩn bị đánh tôi về bia đá một lần nữa. Nhưng vào đúng lúc này, ánh mắt đắc thắng của lão ta bỗng co rụt lại và nhìn xuống hai tay mình với vẻ không thể tin nổi. khí tức của lão ta đang hạ xuống. Ma khí mà lão ta tích trữ cũng đang giảm bớt. Hai nắm đấm tập hợp toàn bộ sức mạnh của lão già cũng không còn mạnh mẽ như trước. Sao lại thế? Con ngươi của lão già tóc bạc co rụt lại. Tôi nở một nụ cười dưới lớp mặt nạ sắt, sau đó giả vờ đau đớn hét lên. Dù phải liều mạng, ông cũng đừng hòng ngăn cản tôi tấn công võ đài. Thân thể của lão già tóc bạc bay ra ngoài. Trong lần va chạm cuối cùng, tu vi của lão ta đã hạ xuống 1/3 thì làm sao có thể chống đỡ được toàn bộ sức mạnh 3.000 năm của tôi. Máu tươi phun đầy không trung, bóng người văng ra lối đi. Người cuối cùng đứng trên võ đài vẫn là tôi, Thanh U. Mày... Vào giây phút, lão già tóc bạc ngã xuống đất, lão ta phun ra cả ít thịt nát và máu tươi. Khí tức của lão già trở nên yếu ớt, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Hồng Lê nói rất đúng, có một số người ông không thể trêu chọc được, ví dụ như tôi, đúng không? Tôi nhìn lão già tóc bạc được thủ vệ đỡ lên, rồi cười ngạo nghễ. Cảm ơn vì đã nhường. Lão già tóc bạc tức giận đến mức máu xông lên não. Lão ta phun ra một ngụm máu nữa rồi bất tỉnh tại chỗ. Trên võ đài số 1, tấm bia đá to lớn mất đi sự điều khiển của chủ nhân nên đã phát nổ ngay khi lão già tóc bạc hôn mê. Nó hóa thành một luồng ma khí cực lớn rồi nổ tung. Cảnh tượng này giống như đang bắn pháo hoa để chúc mừng tôi thành công tấn công võ đài vậy. Thật sự quá trớ trêu.